Em chào các bác, em Lâm đây, lại tiếp tục lên một con quạt hơn cho các bác đây. Thì em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng em. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để bác được tiện theo dõi kênh nhà em. Thì em không làm mất thời gian các bác nữa, em vào quay quạt luôn cho các bác đây. Thì trước mắt qua đây là một em quạt, em này là cánh 35, cánh 35 nhá. Đấy, con này thì nó giả gang, nếu mà nhìn bên ngoài thì không ai biết đây là quạt nhựa đâu, bởi vì tất cả các chi tiết của nó làm theo cái form của quạt thân gang, nhìn rất là đẹp. Đấy, hầu như là nếu nhìn bên ngoài thì không ai biết đây là quạt nhựa đâu. Đấy, con này là cánh 35. Đấy, màu thì có xuống theo thời gian. Đấy, đồ này thì đồ 55 tuổi đời rồi, bắt nó trắng trẻo đẹp, được đẹp như mới thì chắc là em không có được, bởi vì 55 tuổi đời để không tự nó cũng tự vào. Đấy, con này em quay qua và cổ trục cho các bác này. Này, cổ trục là zin hết nhá, không lứt mẻ gì nhá. Đấy, thân đây thì em cầm một tay em quay video thì em không thể ấn này xuống được, ấn xuống thì động nó sẽ thụt xuống này. Đấy, nó sẽ thụt xuống dưới. Đấy, ấn lên thì nó sẽ lên cao. Thì con này nó cao 90 nhá. Đấy, con này thì nó là quạt lửng cao 90 phân. Đấy, con này thì nó là quạt có 4 số. Nó có 3 số, 1, 2, 3 và một số ngủ. Đấy, mà một số ngủ. Bên đây là đồng hồ hẹn giờ. Đấy, bằng lốc. Còn ở bên đây thì là điều chỉnh tút năng. Đấy, tút năng nó là tút năng dây. Đấy, không phải tút năng ấn. Đấy, tút năng dây thì nó đắt hơn tút năng ấn. Đấy, con này thì nó giả gang. Đấy, nhìn rất là đẹp. Quạt thì là quạt đế sắt nhá. Đấy, quạt là quạt đế sắt nhá, nhìn rất là chắc chắn luôn. Đấy, con la này em cũng là la đế sắt nhé. Đây, đây la cũng là la đế sắt hết nhé. Đấy, những cái con quạt mà đế bằng giấy ấy, thì là những quạt đời mới, còn những quạt mà đế sắt ấy, thì là những cái quạt xưa. Đấy, quạt ngày xưa thì nó mới có đế sắt thôi. Đây là các bác hiểu là như vậy nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, cánh 30. Đấy, bao lấy chiếc này thì alo cho em. Chiếc này thì ở nhà em bán giá là 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng này đã kèm đổi nguồn rồi. Đấy, bác nào ở gần thì qua thì em xem trực tiếp và lấy trực tiếp. Đấy, bác nào ở xa thì em ship cho. Đấy, rất là đẹp luôn. Còn các bác bảo là đẹp như mới thì không quá đâu. Lồng là lồng zin tuyệt đối nhá, không đính hạt sơn nào cả. Đấy, những cái vết gì mà thì không thể tránh được, bởi vì quạt lâu năm tuổi rồi. Đấy, những cái mặt trên này cũng đã hiện tượng là bị phai màu theo thời gian. Đấy, còn bầu thì là bầu nhôm nhá, trục là trục dài, cánh là cánh trí nhá, cánh này là cánh trí nhá, cánh trí nhá, chứ không phải cánh trí này. Để em quay một chút đi. Cánh này là cánh trí nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Không mua này thì mua con nào? Cánh thì liền lạc nhá, không nứt không mẻ gì đâu nhá. Đấy, quạt thì em còn đủ các thể loại quạt luôn. Thì mỗi ngày em sẽ lên một vài cái video để cho các bác thay đổi không khí, chứ mà cứ quay nhiều một thứ quá thì các bác cũng xem nhiều cũng chán. Đấy, thì bác nào thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Đấy, em chào các bác nhá.